Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đều biết vai trò của vitamin đối với sự tăng trưởng về thể chất và tinh thần cũng như trí tuệ của trẻ em. Khi cơ thể bị thiếu vitamin, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách cất lên tiếng nói của nó. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem cơ thể cất lên tiếng nói thế nào nếu bị thiếu vitamin, đặc biệt là ở trẻ em, để chúng ta có những biện pháp phòng ngừa kịp thời giúp cho trẻ em tăng trưởng tốt đẹp nhất. Khán giả Hồng Thương, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: cháu nhà tôi 12 tuổi, cháu thường xuyên bị nổi nhiệt ở miệng và lưỡi. Cháu đang thiếu chất gì thưa bác sĩ? Khi cháu rất hay bị nổi nhiệt ở miệng và ở lưỡi, thông thường cháu hay bị thiếu một số các vitamin tập trung và nhiều nhất chính là bị thiếu vitamin B2, vitamin B3 và vitamin C. Về cách thức phòng ngừa, chúng ta chỉ cần chú ý là hãy cho trẻ ăn một chế độ ăn có nhiều ngũ cốc. Ngũ cốc phải ăn cả vỏ vì phần lớn vitamin B2, vitamin B3 nằm ở lớp vỏ của các loại ngũ cốc, kể cả gạo. Thứ hai là chúng ta hãy chọn thịt, chúng ta hãy chọn sữa và bên cạnh đó chúng ta sẽ chọn trái cây để có thể cung cấp nhiều vitamin B2, vitamin B3 và thêm nữa là vitamin C, giúp cho cháu phòng ngừa tình trạng bị lở loét ở miệng, ở môi thường xảy ra thường xuyên. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là khi mà trẻ em nó bị thiếu sắt thì dấu hiệu cho biết là gì? Vai trò của sắt rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của trẻ. Vai trò chính của sắt là tạo ra hồng cầu. Bên cạnh đó thì sắt sẽ hỗ trợ cho quá trình vận chuyển oxy đi nuôi cơ thể, đặc biệt là ở tế bào não. Như vậy, nếu trẻ thiếu sắt, biểu hiện đầu tiên của trẻ là trẻ hay buồn ngủ bởi vì thiếu oxy nuôi não. Thứ hai là trẻ sẽ chậm tăng trưởng cả về chiều cao lẫn cân nặng. Ngoài ra, biểu hiện thiếu máu khiến cho trẻ hay bị xanh xao, hay bị mệt mỏi, hay chóng mặt, tim đập nhanh. Chúng ta cho trẻ ngửa bàn tay ra, chúng ta nhìn vô thì sẽ thấy lòng bàn tay của trẻ nhợt nhạt. Hãy cho cháu thè lưỡi ra và nhìn vào, thấy lưỡi của trẻ không hồng hào mà nhợt nhạt, xanh xanh. Và chúng ta hãy nhìn vào môi của trẻ, chúng ta hãy nhìn vào niêm mạc mắt của trẻ bằng cách rất là đơn giản. Chúng ta đưa tay lên mi mắt dưới của trẻ, sau đó chúng ta kéo nhẹ xuống, chúng ta nhìn thấy niêm mạc bị nhợt nhạt, đó chính là các biểu hiện của tình trạng thiếu sắt. Khán giả Thanh Hiền, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: cháu nhà tôi được 2 tuổi, buổi tối khi ngủ cháu hay nghiến răng và giật mình. Điều này là bình thường hay bất thường ở trẻ thưa bác sĩ? Đây là những biểu hiện của tình trạng thiếu vitamin D và có thể thiếu canxi nữa. Những biểu hiện này là do chúng ta không cho trẻ ăn một chế độ ăn đủ canxi và cũng không cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời để giúp cho quá trình tổng hợp vitamin D ở dưới da một cách hoàn hảo và giúp cho cháu có nhiều vitamin D hấp thu canxi và tham gia vào quá trình chuyển hóa. Chúng ta hãy phòng ngừa bằng cách là chị hãy cho cháu bú mẹ thường xuyên và bú mẹ thật nhiều và lựa chọn những thực phẩm giàu canxi và giàu vitamin D. Ví dụ như là chúng ta chọn sữa, chúng ta chọn các sản phẩm từ sữa, chúng ta còn chọn các loại cá để nấu các bữa ăn dặm cho trẻ. Và bên cạnh đó, nếu chị sống ở phía Bắc, chúng ta đang bước vào mùa đông, nhất định chúng ta phải bổ sung thêm vitamin D và thậm chí có thể cần phải bổ sung thêm canxi cho trẻ để đảm bảo cho cháu khắc phục được những triệu chứng mà hiện nay chị đang mô tả. Khán giả địa chỉ mail lên thư 88a@gmail.com hỏi: cháu nhà tôi rất biếng ăn, tôi đã thường xuyên đổi món nhưng tình trạng vẫn không khả quan. Tôi có thể bổ sung chất gì để cháu ăn ngon miệng hơn thưa bác sĩ? Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân khiến cho trẻ biếng ăn. Thông thường các cháu biếng ăn có mấy nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất có thể là cháu bị bệnh. Nguyên nhân thứ hai có thể là cách thức mà chúng ta chuẩn bị các món ăn cho trẻ nó quá đơn điệu, khiến cho trẻ không thích các món ăn mà chúng ta đã chuẩn bị. Ngoài ra thì có thể chị quá lo lắng nên chị đã làm cho cháu căng thẳng hơn trong bữa ăn. Vậy chúng ta hãy tìm ra nguyên nhân và khắc phục các trường hợp này. Chị đã thường xuyên thay đổi món ăn cho trẻ rồi nhưng trẻ vẫn chưa thích. Chúng ta hãy chú ý, thay đổi món ăn không phải chỉ là thay đổi thức ăn mà chúng ta còn phải thay đổi các món ăn trong cả một bữa ăn. Chúng ta cùng ví dụ, thay vì cháu được uống sữa công thức mà chị đang pha cho cháu, chị sẽ chuyển đổi nó sang bằng cách là cho trẻ ăn sữa chua trong chính cái bữa sữa ở bữa ăn phụ. Cách thức chuyển đổi thứ hai mà chúng ta có thể làm đó chính là chị chế biến ra các món ăn khác với cách thông thường. Chúng ta cùng ví dụ là cháu sẽ được cho ăn trái cây, thì chị hãy cắt nhỏ trái cây và chị cho thêm một hũ rau ua hay còn gọi là sữa chua vào chén trái cây này. Cháu sẽ vừa ăn được sữa, vừa ăn được trái cây. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn tư vấn là các cháu bị biếng ăn thường là thiếu khá nhiều các vi chất dinh dưỡng, không thiếu đơn độc một vi chất dinh dưỡng nào cả. Chị còn cần
phải đến khám bác sĩ để có thể tìm ra nguyên nhân một cách chính xác, và bác sĩ sẽ hướng dẫn chị bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng nào đó cần thiết để giúp cho cháu có thể phát triển khỏe mạnh nhất và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng biếng ăn. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều câu hỏi của quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau kinh nghiệm để làm sao cho các cháu bé lớn nhanh nhất và phát triển một cách toàn diện nhất. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Với hương dâu thơm, cam ngon và mãng cầu, nào ta hay cùng uống sữa chua gia vị ngon đậm đà, hương thơm ngọt ngào. Nào ta hay cùng uống sữa chua gia vị thơm, gia vị ngon, gia vị hương trái cây. Ấy, ấy, ấy. Sữa chua Yobi được lên men tự nhiên với hương cam dâu và mãng cầu cho chất lượng ngang tầm quốc tế. Sữa chua Yobi, uống vào nên.